Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda ADV 1/10/2020 xuất hiện từ Nhật Bản với diện mạo táo bạo. Mới đây trên các trang truyền thông nước ngoài cho biết ADV 1/10/2020 sẽ có mặt tại Nhật Bản trong cái sự kiện Tokyo Motor Show 2009 sắp được diễn ra. Được biết cái chiếc Honda ADV 1/10/2020 đến từ Nhật Bản và Honda ADV 1/10/2009 đến từ phía Indonesia sẽ có nhiều điểm là khác nhau và chúng ta hãy đánh giá nhanh ở bên dưới clip này nhé. Honda ADV 1/10 là mẫu xe tay ga được phát triển ở thị trường Indonesia với thiết kế mới lạ hướng đến cái dòng xe địa hình cỡ nhỏ. Thực sự tạo nên cái luồng sóng quan tâm với rất nhiều người tiêu dùng thích cái sự thể thao. Cái mẫu xe này được ra mắt tại cái triển lãm CIIAS 2009 tại Indonesia vào hồi tháng 7 vừa qua. Về mặt thiết kế, Honda ADV 1/10/2009 thừa hưởng DNA của người đàn anh lớn XADV 7/10. Và mới đây, một cái trên trang truyền thông nước Bản cũng cho biết Honda ADV 1/10/2020 sẽ có mặt tại quê hương Nhật Bản trong cái sự kiện Tokyo Motor Show 2009. Về những màu sắc khác chế phong cách ở bên Indonesia, trong đó cái cam màu mờ chỉ dành cho cái phiên bản không có ABS và được trang bị CBS. Còn đối với thị trường Indonesia, Honda ADV 1/10 ABS chỉ sử dụng cái tem dán. Còn ADV 1/10 đến từ Nhật Bản sẽ sử dụng tem 3D. Xe sẽ không được trang bị cái biển số trước như bên Indo và cái chân cụt hai phía sẽ có thêm cái mắt mèo giúp người lái đi đường phát hiện xe đi không tốt hơn khi di chuyển, đặc biệt là đi vào ban đêm khi có ánh đèn chiếu vào. Về lớp xe thì Honda ADV 1/10 đến từ Nhật Bản sử dụng cái lớp có thương hiệu đến từ Nhật Bản là ERC Trails, một loại lớp thường được sử dụng trên chiếc Yamaha XSR 155. Trong khi cái chiếc Honda ADV 1/10 đến từ Indo sử dụng cái lớp của Fit FT 297, lớp dành cho xe địa hình. Kích thước lớp sẽ lập kích thước cái lớp trước và sau của ADV 1/10 đến từ Nhật Bản cùng với kích thước đến từ thị trường Indo. Cụ thể lớp trước là cỡ 110/80/14 và lớp sau 130/70/13. Cái đèn hậu của chiếc Honda ADV 1/10 đến từ Nhật Bản cũng giống như cái phiên bản ADV 1/10 đến từ Indo. Đồng hồ LCD với nhiều tính năng hiện đại được tích hợp, đặc biệt có thêm cái cổng sạc USB để sạc điện thoại và đặc biệt màn hình có kết nối với chìa khóa thông minh. Mẫu xe này cũng tương tự với những người anh em tay ga mới nhà Honda sử dụng ổ khóa thông minh Smart Key. Động cơ có tích hợp tắt động cơ tạm thời E-Stop chung với mẫu Quattro 1/10 và Bizit 1/10. Còn về phần động cơ của chiếc Honda ADV 1/10/2020 đến từ Nhật Bản chưa được công bố, tuy nhiên chắc hẳn sẽ cũng tương tự với các phiên bản ADV 1/10 đến từ Indo. Điều chúng ta cần làm là chờ đợi xem cái động cơ này có gì thay đổi hay không. Cảm ơn các bạn hãy giờ tiếp này để trực tiếp nhớ like và subscribe.